Dạ, con xin chào các bác, cô chú, anh chị, các bạn và cùng các em gần xa trên khắp mọi miền trong và ngoài nước. Ngày hôm nay là hữu duyên vào một buổi chiều. Bây giờ là không có còn ánh mặt trời nữa, ở tại nơi địa phương này bắt đầu chuyển sang mùa thu rồi. Mùa thu phải nói là một cái mùa không có bầu trời, không có thấy được vui vẻ cho lắm, là chúng ta nhìn lên bầu trời là mây xám đen hết rồi. Thì hữu duyên ngày hôm nay được gặp lại bốn sư ở tại nơi này với cô bác và anh chị. Thì các sư đang ở tại một cái nơi rừng. Chúng ta nhìn xung quanh là rừng, với cô bác và anh chị. Thì các sư đang trên con đường bộ hành. Thì trên cái con đường bộ hành thì rất là hữu duyên, tình cờ con đi trên cái cung đường đi công việc. Thì chẳng may con đi vào cái nơi này để có một chút việc cá nhân, thì đột nhiên nhìn thấy được bốn sư ở đây, thì cũng hoan các sư cũng hoan hỷ rồi, cũng xin phép các sư được ghi lại cái hình này để gửi đến cho quý cô bác và anh chị các bạn gần xa chúng ta xem ha. Thì ở trong này thì con cũng biết được một hai sư rồi, những sư còn rất là lạ. Thì có một sư trên cái cung đường mà bộ hành đi đến một nơi nào đó, rồi bây giờ thì bỗng nhiên lại hữu duyên lại gặp sư quay trở lại. Thì cái công việc mà những sư mà đi bộ hành rồi bây giờ gặp lại như thế nào, thì những video tiếp theo nếu như hữu duyên sẽ con sẽ gặp các sư và sẽ trò chuyện với các sư và sẽ chia sẻ gửi đến cho quý cô bác và anh chị các bạn gần xa chúng ta xem chúng ta biết ha. Thì thôi, ngày hôm nay lần đầu tiên hữu duyên gặp sư, cũng đưa một cái hình ảnh gửi đến cho quý cô bác và anh chị các bạn gần xa chúng ta biết là như vậy. Bây giờ cũng chiều tối rồi, cái hình ảnh nó cũng không có đẹp cho lắm. Thứ hai nữa là sư đang mới đến đây để mà dừng chân bộ hành, thì đỡ cho sư nghỉ ngơi ở đây. Chuẩn bị kết thúc video một lần nữa, con xin chúc quý cô bác và chị các bạn cùng các em gần xa trên khắp mọi miền trong và ngoài nước chúng ta có một buổi tối thật là an lạc và tràn đầy hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.